Đức Giáo hoàng Francisco hôm 26 tháng 8 nói rằng Ngài sẽ không phản hồi lời cáo buộc động trời của một cựu chức sắc hàng đầu của Vatican nói rằng Ngài đã bao che các cáo buộc lạm dụng tình dục. Ngài nói với dụng ý bác bỏ lời cáo buộc rằng nếu mọi người đọc lá thư tố cáo đó thì tự thân sẽ hiểu. Đức Giáo hoàng Francisco đưa ra lời phát biểu này trước các phóng viên trên máy bay bay từ Dublin trở về Rome. Ngài nói rằng sẽ không nói một từ nào về tập tài liệu dài 11 trang kêu gọi Ngài thoái vị. Lá thư của Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu khâm sứ Vatican ở Washington, cáo buộc Giáo hoàng Francisco là đã biết về những cáo buộc lạm dụng tình dục của Hồng y Mỹ có tên tuổi McCarrick. Đây là đòn tấn công chưa từng có tiền lệ của một người bên trong giáo hội nhắm vào Đức Giáo hoàng. Ông McCarrick, 88 tuổi, đã từ chức hồi tháng trước trong nỗi hổ thẹn và đã bị tước bỏ các danh hiệu sau khi có cáo buộc rằng ông đã lạm dụng một thiếu niên cách đây 50 năm và đã ép buộc những chủng sinh nam nằm chung giường với ông.